Đa thần. Ông bắt tôi để làm gì vậy? Để trả thù cho con trai xấu số của tao, gia sử giàu sang phú quý, đáng lẽ ra tao phải được có từ con xà nữ Mane. Ông dùng tôi làm mồi nhử Mane đến đây chứ gì? Ông biết rõ Mane không phải là người làm hại Sadayu kia mà. Bởi vì tao ghét tất cả xà thần. Con Mane cùng chung chủng tộc với con Đà La. Chính con khốn đó đã hại chết con trai của tao. Tôi thấy quá tội nghiệp cho Sadayu khi có một người cha không biết đúng sai phải trái như ông vậy. Đừng nhắc đến con trai của tao ở đây nữa. Nếu không phải vì tuổi xà thần đó thì con tao đã không chết. Ông vẫn chưa hiểu ra được vì sao con ông chết hả? Con ông chết là vì tính ích kỷ, không bao giờ biết đủ của ông đó. Tài sản mà ông đang có, cho dù ông có dùng cả đời cũng không hết được. Nhưng tiếc rằng người như ông không biết đủ, cho nên mới đi phá hoại, đi làm hại người khác, bất chấp mọi thứ vì lợi ích bản thân. Con trai ông chết, tất cả là tại ông hết đó. Ông đã hiểu ra chưa hả? Tất cả là tại ông hết. Nói đã miệng rồi chứ? Nói đã rồi thì từ giờ hãy ngậm miệng lại. Từ giờ ngậm miệng lại. Ngậm miệng lại. Ngậm cái miệng chó mày lại. Cho dù ông có giết chết tôi thì ông cũng không bao giờ có được Mane. Thì cứ chờ coi sao, rồi mày sẽ biết tao giải quyết con xà thần Mane thế nào. Ê, chăm sóc nó. Dạ ông chủ. Dạ. Chết đi con. Dừng lại. Đủ rồi, nhặt ra. Sao? Thương. Không đánh nữa. Thật ra không phải tao tội nghiệp mày đâu ha. Mà là bởi vì tao sợ. Tao sợ cho con mồi nhữ của tao. Lỡ như mày bị tụi nó đánh nhiều quá rồi thì mày chết luôn rồi sao hả? Lúc đó tao đâu dụ con Mane được nữa. Mày hiểu không hả? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đừng đến đây Mane, đây là một cái bẫy. Na Thành bắt anh là để dụ em đến đó. Hãy chuẩn bị lực lượng hỗ trợ, tôi sẽ cho trung sĩ địa chỉ đó ngay. Nghe anh nói không Mane, em tuyệt đối không được đến đây. Đây là cái bẫy đó Mane. Anh Tiết. Tôi đã gọi lực lượng hỗ trợ rồi, không lâu nữa họ sẽ tới đó. Tôi sợ là không kịp đâu. Hiện giờ anh Tiết đang rất là nguy hiểm, chúng ta phải đi cứu anh Tiết ngay lập tức. Nhưng chúng ta không biết bọn họ có bao nhiêu người. Nếu hai người chúng ta mà xông vào đó, rủi ro lớn lắm. Với lại cô Mane vẫn chưa hồi phục, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao cứu được Tiết? Nhưng bọn họ đang làm hại anh Tiết. Bọn họ làm vậy để ép tôi đến đó. Cho nên nếu chúng ta đến trễ, tôi e là anh Tiết sẽ không an toàn. Ai, chết tiệt. Anh Tiết đang rất đau đớn. Chúng ta đi nhanh đi anh Hakim. Được. Mane, đừng đến đây nha Mane. Em đừng đến đây. Tiết. Anh Tiết. Nè, đừng, khoan. Cô Mane,
đây là cái bẫy đó. Hà Kim, dẫn Ma Nê trốn đi. Dẫn Ma Nê đi trốn đi. Hà Kim, Ma Nê đừng lại gần. Đừng lại gần đây mà. Ma Nê. Sao vậy vậy? Tiết, anh Tiết, mày ráng chịu chút nha. Để tao cởi trói cho. Chúng ta mau rời khỏi đây, nhanh lên. Đi, cố lên. Mày đi nổi không? Hà Kim, ê, tên cảnh sát lắm chuyện, mày chết là đáng. Chạy đi mà đi. Ê, ê, ông làm hại nhiều người quá rồi đó. Ông là kẻ độc ác. Đừng mà Manny. 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 Ông đừng làm hại Manny mà. Anh Tiết. Anh Tiết. Nhả viên Linh Châu xạ thần ra cho tao mau lên. Nhả ra mau. Nếu không tao sẽ bắn nó. Mau. Ta chấp nhận làm tất cả, nhưng mà đừng làm hại anh Tiết. Nhả ra đi. Nhả ra ngay. Nhả ra ngay. Tỉnh lại đi Tiết. Salem, chuyện gì vậy? Con nhỏ lúc nãy là ai? Cô ta cũng là một con xà thần. Ê, lại là xà thần nữa. Thôi đi, kỳ quá. Khoái thấy mồ còn giả bộ nữa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bác sĩ.
cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Cần phải hạn chế cử động và hạn chế đi lại. Tôi đã nằm 3 tuần rồi đó bác sĩ à. Với lại bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi. Nè, cơ bắp của tôi rắn chắc và cứng cáp rất nhiều. Thôi đi, bác sĩ mà anh cũng không tha nữa. Anh nói thiệt mà. Em không tin nó thì sờ thử đi. Bác sĩ à, hôm nay cho tôi xuất viện luôn được không? Nếu cậu muốn về, chúng tôi cũng không thể ngăn cản được. Nhưng mà cậu phải cam kết là không được đi làm việc liền. Chúng tôi chỉ đồng ý cho cậu về nhà để nghỉ ngơi dưỡng sức thôi đó. Chúng tôi xin phép ra ngoài. Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi, tôi nghe sếp. Dạ sếp. Bây giờ tao phải đi liền. Sếp gọi điện kêu tao về sở cảnh sát gấp. Em có về với anh luôn không? Em đi với anh thì đương nhiên là phải về với anh rồi chứ. Vậy tao về trước nha. Khoan đã, nhớ đem rau về ăn tiếp kìa. Để tao kêu người gói lại. Mày khùng hả? Trời ơi, mặn muốn chết, làm sao mà ăn nổi. Anh nói món này ngon lắm, để lại đây cho thằng Tít nó ăn ha. Ê, thích thì đem về đi. Sếp chờ tao kìa. Xin phép hai người nha. Cảm ơn nhiều nha. Đi thôi em. Không đem về thiệt hả? Hai người họ hợp ý với nhau thật đó. Vậy còn tụi mình? Anh mau ra ngoài tiễn họ về đi. Dám đấu lại thần chú Alampai. Mani, có chuyện gì vậy ba? Làm sao vậy Mani? Kẻ gì làm hại Mani? Hắn ta đã trốn thoát rồi. Hả? Nàng đã thấy đỡ chưa? À,
Đứng lại, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Sao lại làm hại cháu ta. Nếu ngươi muốn nó được bình an thì mau giao mãn con xà thần đó ra cho ta. Đừng, được rồi, đừng mà, xin tha mạng, xin tha mạng cho ta, xin tha mạng cho ta. Tiết, Tiết, Tiết còn sao rồi Tiết? Tiết, bà ngoại. Mane thành thật xin lỗi mọi người. Lúc nào Mane cũng gây rắc rối hết. Em đừng nói như vậy mà Mane. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Dù có ra sao cũng không bỏ nhau. Sau này em đừng nói như vậy nữa. Bây giờ ở nhà chúng ta cũng không được an toàn. Cảnh sát được điều động tới cũng không bảo vệ và không giúp gì được. Nếu đã vậy, con sẽ nghĩ cách đưa Mane đi trốn ở nơi khác một thời gian. Con nghĩ đi đâu thì sẽ được an toàn hả Tiết? Con cũng không biết nữa. Có thể là ra nước ngoài, còn không thì đến một nơi nào đó xa nơi này cũng được. Dù có xa đến đâu đi nữa thì bọn chúng cũng sẽ đi theo. Vì điều mà bọn chúng muốn chính là bắt cho bằng được Mane. Mà một người phàm như con thì làm sao đấu lại được bọn có pháp thuật được chứ? Dù bà có nhiều pháp thuật đến đâu thì cũng không thể làm gì hơn được. Vì nếu bà cố ý ra tay giết người phàm thì đó chính là tạo nghiệp. Ta thành thật xin lỗi nàng, nàng Rampa. Vì ta mà công đức của nàng tu luyện bấy lâu nay đã bị ảnh hưởng. Cảm ơn nàng đã giúp ta và anh Tiết rất nhiều. Nàng đã thấy chưa công chúa Mane? Những điều mà ta đã từng nhắc nhở nàng rõ ràng đến mức nào. Ta đã hiểu rồi. Và ta cũng biết nơi an toàn nhất đối với ta là ở đâu. Nàng yên tâm đi. Đừng mà bà, đừng như vậy mà. Con thà lại chết còn hơn để cho Mane quay về cõi Ratana Ba Đan. Thôi bỏ đi. Đã tới nước này, ta cũng không còn lý do gì để ngăn cản việc chung sống của hai người nữa. Không cần phải đi nữa, ta sẽ dùng thần chú gọi một số tùy tùng là Trắng Lục đến đây để bảo vệ, giúp những người ở đây được an toàn. Còn con hãy đi nói với mọi người, nếu gặp Trắng Lục cũng không cần sợ. Bọn chúng tới là để bảo vệ, chứ không làm hại ai hết. Bao nhiêu con rắn lục hả cậu Tiết? Không tới 10 con đâu. Hả? Ôi ôi, chỉ một con thôi là sợ muốn xỉu rồi. Đằng này tới 10 con, bò khắp nơi xung quanh nhà luôn hả? Thì cậu Tiết đã nói rồi mà, bọn chúng không gây nguy hiểm nên không cần sợ. Rắn đó bác ơi, không phải là con sâu đâu, mà nói gì nhìn nó mỉm mỉm dễ thương nữa. Quẹo à, nếu quẹo thấy không chịu nổi thì có thể xin nghỉ phép về nhà cũng được. Nhưng mà không có lương đâu.
hay là xin nghỉ luôn cũng được, để tôi đi tìm người khác. Ấy, quẹo lại được, ở lại được nha cậu Tít. À, mình chia nhau ở nha bác Ben. Được rồi, chúng ta cứ quyết định vậy đi nha. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Nhưng lũ rắn đó có nhận biết được chúng ta không? Lỡ bị cắn thì làm sao? Ừ. Thì khi nào cô gặp rắn, cô nói thẳng với bọn chúng cô là giúp việc của nhà này là được. Bác Ben à, làm sao cháu có thể nói chuyện với lũ rắn được chứ? Nè, nếu cô không làm gì sai thì lũ rắn không làm hại cô đâu. Ôi, mệt mỏi. Tôi khẳng định với ông, con nhỏ giúp Mane chính là xà thần quá sinh, chắc chắn đó. Tôi niệm thần chú Alampai kiểu gì nó cũng không sợ, mà nó còn có phép thuật rất cao cường. Ê, nghe ông kể như vậy cũng hay lắm. Pháp thuật càng cao, chúng ta càng nhanh vào, tốt lắm. Đúng là vậy. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta vẫn chưa tạo ra vật sử dụng cùng thần chú Alampai thành công thì đừng mong thắng được. Xà thần quá sinh đó nó rất mạnh và vô cùng khó đối phó. Xà Lê, đời tôi không còn gì để mất nữa. Không còn gì nữa. Cho dù khó tới đâu, tôi thề sẽ bắt cho được con nhỏ ma nê đó về làm nô lệ cho tôi. Tôi sẽ dùng kim si điểu để giết con xà thần Đa La, lấy lại viên linh châu, trả thù cho Sa Đa Du. Bọn loài người thấp hèn, pháp thuật của các ngươi còn kém xa ta nhiều lắm. Các ngươi định dùng kim sĩ điệu để tiêu diệt ta hay sao? Ta mới chính là người sẽ giết chết các ngươi trong đau đớn và tuyệt vọng.